Xin chào tất cả các bạn. Ở phần những cây thước quý quanh ta, tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái vông. Thì hôm nay tôi sẽ nói cụ thể về tác dụng chữa bệnh của cây vông. Về cây vông, nó có cái vị nhạt, đắng nhạt, có vị đắng nhạt và hơi chát, tính thì tính bình. Đấy, cái tác dụng của nó là ức chế cái hệ thần kinh trung ương, làm an thần. Đấy, ta hay nói là dùng vông nem để an thần gây ngủ, và có tác dụng hạ nhiệt, hạ huyết áp. Nó có cái tác dụng là co bóp các cái cơ và trừ phong thấp. Về cái tác dụng đặc biệt của nó thì nó chữa về cái mất ngủ và làm thuốc an thần rất tốt. Cái thuốc an thần thì về cái liều dùng thì cây vông này về lá và vỏ thì ta có thể dùng từ 10 đến 16 gram. Về hạt của cây vông này thì ta chỉ dùng từ 3 đến 6 gram thôi. Nếu dùng hạt trẻ em thì ta dùng 3 đến 4 gram. Về tác dụng cụ thể chữa bệnh của cây vông, nói tác dụng đầu tiên của nó là chữa mất ngủ. Ta có thể dùng độc vị cái lá vông tươi 20 gram, ta rửa sạch, vò qua rồi vẩy khô cho vào, hấp ở nồi cơm hoặc hấp ở nồi cơm để ăn, hoặc là ta có thể cho vào xoong để đun làm nước uống được. Ta uống trước khi đi ngủ. Về mỗi một ngày ấy, thì ta ăn vài cái lá vông này là ta có tác dụng, nó tạo cái giấc ngủ sâu. Đấy là dùng độc vị. Thế còn nếu mà về mất ngủ thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà dù sao thì cái vông nó cũng làm an thần được. Từ bài thuốc chữa mất ngủ về cụ thể để chữa tương đối tốt thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở một video cụ thể giới thiệu bài thuốc chữa mất ngủ. Ví dụ trong đấy nó gồm cái cách sử dụng cụ thể thì tôi cũng chưa nói được, để hôm video khác tôi sẽ nói cho nó cụ thể. Nhưng mà tôi nói ví dụ như là về cái an thần mới ngủ, về cây sấu hổ tía. Cái sấu hổ tía bây giờ được nghiên cứu là nó đánh giá là có thể còn tốt ngang ngửa hoặc có thậm chí còn phần tốt hơn cả cái thuốc an thần của Tây Y. Đấy, ta dùng kết hợp với cây vông với cây sấu hổ tía, rồi thì dùng cây mía giò, ngải cứu, rồi tâm sen, rồi dùng hạt táo gọi táo nhân, đấy là gọi mê lạc tiên. Gọi cây lạc tiên thì một số nơi gọi cây trùm bao, cây nhẫn lồng ấy. Đấy là một số cái vị để chữa an thần mất ngủ có thể kết hợp với nhau được. Thì bài về liều lượng cụ thể, cách sử dụng cụ thể thì tôi sẽ nói ở video khác. Đấy, tôi sẽ nói rằng cái tác dụng tiếp theo của cái cây vông là dùng để chữa đau nhức xương khớp do phong thấp. Thì ta dùng cái vỏ vông, ngũ gia bì, cây huyết đằng, phòng kỷ, cỏ xước, y dĩ nhân, mỗi vị 15 gram để sắc uống. Cái cỏ xước này có thể gọi là ngưu tất nam đấy. Đã được giới thiệu cụ thể trong một cái video coi như là cách sử dụng cỏ xước rồi. Về cái tác dụng tiếp theo để chữa cái trĩ, chữa loài giom đấy, thì ta dùng cái lá vông và lá sen giã ra để lấy nước uống. Phần bã thì ta đem trưng nóng rồi dịp vào hậu môn. Đấy, chú ý là cái lá vông và lá sen thì ta giã lấy nước uống, còn cái phần bã thì trưng nóng. Xong rồi là ta dịp vào trong hậu môn để chữa cái lở giom. Công dụng tiếp theo của cái vung nem thì dùng chữa cái mồ hôi trộm ở trẻ em. Thì ta sử dụng là lá vông khoảng 20 gram. Ta giã nát, nhào chút nước nóng cho trẻ em uống hoặc đun lên để cho uống được. Thì nó giải quyết được vấn đề là mồ hôi trộm. Công dụng tiếp theo của cái vông là để chữa cái sau đẻ mà máu sẫm, rồi choáng đầu mờ mắt. Ta dùng cái vỏ bông già
rồi lá mần tưới, cỏ mần trầu, rồi ngưu tất này ta có thể sử dụng là ngưu tất nam được, là cây cỏ xước ấy, mỗi vị 10g ta sắc uống. Công dụng tiếp theo của cây vông là chữa cái chảy máu mũi và đại tiện ra máu, hoặc là gọi là gần như là trong cái đại tiện ra máu là trong đó có nguyên nhân hàng đầu là gọi là trị nội đấy. Thì ta dùng lá vông với hợp lá sen sắc uống thôi, cũng dùng lá vông với lá sen sắc uống. Về cái chữa cái chảy máu mũi, đại tiện ra máu hoặc bị lòi giòm ấy, thì ta dùng cái lá vông với lá sen. Lá vông thì 30g, lá sen thì dùng 10g. Ta giã vắt lấy nước cốt uống. Nếu mà bị lòi giòm thì ta phải lấy thêm cái bã để đắp vào. Thế còn nếu mà chỉ có đại tiện ra máu mới chảy máu mũi thì ta dùng lá vông với lá sen. Nhắc lại là liều lượng của cái lá vông là 30g, lá sen 10g thì giã vắt lấy nước để uống thôi. Mà đặc biệt nếu như mà chữa cái chảy máu mũi mới đại tiện ra máu mà lá vông lá sen rồi thì kết hợp thêm tí quả mực vào nó càng tốt. Thế nhưng mà nếu còn bị thêm lòi giòm thì ta phải chọn lấy bã thì ta đắp vào. Tác dụng tiếp theo của nó là chữa cái phong thấp, chân nó tê phù. Dùng cái vỏ cái vông, vỏ cái chân chim, kê huyết đằng, rồi phòng kỷ, y dĩ sao, rồi ngưu tất, vỏ xước đấy, mỗi vị 5g, sắc uống ngày 3 lần, uống khoảng 10 ngày, một liệu trình. Bỏ cái vông thì ít lắm, cả cái đây mà sử dụng có 5g thôi. Chữa về cái kinh nguyệt nó không đều hoặc bị rong kinh thì ta phải lấy hoa vông là 15g sắc uống hàng ngày, uống khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày. Cái hoa vông thì khó kiếm, cây vông thì dễ, chỉ chờ lúc có hoa là chẳng được mấy hoa cả. Ta có một cây to tướng thế thì chỉ được uống được có chắc dùng cho một người một liệu trình thôi. Về cái chữa sa dạ con, tác dụng chữa sa dạ con của cái vông ấy, thì ta lấy lá vông là tầm 30g, lá tiểu kế 20g, hạt tơ hồng 20g, giã nhỏ sắc với lại 400ml nước làm sao còn khoảng 100ml, thì ta chia làm 2 lần uống trong ngày. Kết hợp lấy khoảng 10 hạt tỏi dầu tí, ta giã nát cái giấm, đắp và băng lại. Chữa tiêu độc sát khuẩn thì ta dùng lá tươi giã nát đắp vào chỗ mụn nhọt, còn nó còn có cái tác dụng là lên da non và chữa sốt thông tiểu. Đấy là một số tác dụng của cây vông. Cây vông rất lành tính và rất là dễ sử dụng. Thế là mong rằng nó sẽ giúp được cho một số bạn không có điều kiện tiếp xúc với lại mà có bệnh, có một số cái bệnh mà không có điều kiện tiếp xúc với chỗ khám chữa bệnh, thì chúng ta có thể sử dụng, tham khảo để sử dụng tại địa phương, tại nhà mình, để chữa những cái bệnh mà mình mắc phải mà có tác dụng cho cái vông này. Thì hôm nay tôi chỉ giới thiệu với các bạn về tác dụng cây vông đến đây thôi. Thế còn thì một số cái chữa mất ngủ này tôi hứa với các bạn là sẽ ở một video cụ thể giới thiệu các bạn rất rõ về cái cách sử dụng của từng vị một và cách phối hợp từng bài thuốc với nhau. Mời các bạn chú ý đăng ký kênh và đón xem ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.